biết khi mà vụ án Nguyễn Thanh Tú đưa ra là chúng tôi sẽ nộp đơn tiếp tay với lại Nguyễn Thanh Tú bằng cách truy tố Đài Liên Tục Sài Gòn và tất cả những cơ sở nào gây quỹ for Formosa. Tôi đã từng làm cho gây quỹ của vụ bão Sandy ở bên New York. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa và cả một cái nhóm Bonsa này đã nhốn nháo lên. Và sau đó họ dàn xếp nhờ ông Tony Rakakos. Và nếu cần tôi sẽ khui lại cái vụ bão Sandy ra nữa lần nữa. Và lần này tôi khui ra thì bà Majirai bà sẵn sàng bà giúp tôi. Lần trước bà không giúp. Nhưng mà lần này bà sẽ trả thù Nguyễn Đại Đức Chí, bà sẽ sẵn sàng giúp tôi cái chuyện này. District Attorney tức là những người công tố viên và cảnh sát của Westminster, phó thị trưởng, giám đốc cảnh sát Westminster ngồi ngay trong cái bàn này thưa quý vị, thưa các bác. Họ đã tới nhà tôi và nói chuyện và họ nói rằng cái vụ đó xong rồi, điều tra xong rồi. Hai người nhân viên Việt Nam bị oan ở nhà băng Wells Fargo bị đuổi, một anh giám đốc và một anh phó giám đốc bị đuổi vì cái bão Sandy này. Rồi cái ông giáo sư bây giờ trốn mất tiêu rồi, không dám xuất hiện sau khi tôi đánh ông đó. Ông là một giáo sư, ông nằm ở trong một cái tổ chức của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng ở đây. Ông tuyên bố một câu rằng á, lý do ông phải nhập cái chi phiếu đó vào trong cái account của ông là bởi vì cái tài khoản của ông là bởi vì ông sợ ông để một cái chi phiếu trong nhà số tiền lớn quá bị cướp. Ông nói một câu rất là phản cái luật lệ. Tôi và là thằng cướp, tôi vào nhà tôi dám lấy cái chi phiếu đó tôi mang tôi nộp nhà băng không? Tôi ở tù ngay lập tức bởi vì đó, tôi phải trình cái tên của tôi. Tên tôi không có làm sao nhà băng nào cho tôi lấy tiền. Ông Vũ Hoàng ông nói một câu rất là tôi phải nói rằng ông ngu. Mà ông đã ngu như vậy làm sao ông dạy được giáo dục còn con nít. Từ xưa nay tôi rất kính trọng Vũ Hoàng, nhưng mà từ hôm mà ông tuyên bố một câu đó, thế rồi tới thằng ở bên Đức, ở bên hội Cao Đài cũng lại tuyên bố một câu giống như vậy thôi. Tức là nó học một sách, nói một vở. Những cái đó không thể chấp nhận được, có thể lừa những người mà Việt Nam mới qua hoặc là những người nào mà không có hiểu. Cái sinh hoạt ở đây cộng đồng đây mà đừng có, bác Cường nói rồi, cứ suốt ngày mà cứ buôn hận thù mà bán hàng giả không lừa dối, nhưng bằng những lập luận như vậy. Và cái bão đó đã được trôi qua, nhưng mà khi mà tôi đánh ra thì nó lòi ra này. Tôi có ông thượng tọa Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, ông sẵn sàng ông support tôi cái vụ đó. Ông Hòa Thượng Thích Quảng Thanh 27.000 nó phải trả lại cho ông, và nhờ bà thượng nghị sĩ lúc đó là giám sát viên Giang Anh Nguyễn lấy lại được từ bên đền Hùng của ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Cái đền Hùng này có nằm trong cái lo sút này của Nguyễn Thanh Tú, ngày hôm qua tôi đã đọc rồi, tên của cái đền Hùng nó nằm trong đó, trong cái thông cáo số 24. Nguyễn Xuân Nghĩa và cái nhóm đền Hùng này chuẩn bị vác chiếu ra tòa luôn. Thì cái vụ này trở lại đây á, tại sao tôi không thưa? Tôi bữa trước tôi có nói tôi sẽ thưa, nhưng bây giờ tôi ngưng lại. Đầu tiên tôi chờ vụ xử của Nguyễn Thanh Tú. Thì khi mà tòa bắt đầu xử thì tôi mới nộp cái hồ sơ riêng, tôi thưa những cái nhóm này. Thì lúc đó tòa sẽ không gộp cái hồ sơ này chung cái hồ sơ của Nguyễn Thanh Tú. Còn nếu mà tôi đưa ra ngay bây giờ cùng lúc với Nguyễn Thanh Tú đó, thì tòa sẽ gộp hai cái hồ sơ lại chung với nhau. Tôi chỉ nương theo cái đơn kiện của Nguyễn Thanh Tú để tôi tổ chức những cái hôm qua tôi chưa cho quý vị coi rồi. Cảm ơn bác Cường và bác Phương biết được cái này từ cả một tháng này, hơn một tháng này. Nhưng mà tôi đã yêu cầu quý vị giữ kín cho tôi. Cũng giống như ngày hôm qua tôi đã nói rồi, tháng 6 vừa rồi Nguyễn Thanh Tú đi Việt Nam. Bắc Cường, Bắc Phương đây cũng biết, nhưng mà cả cộng đồng này không ai biết. Hôm qua tôi đã nói.
Nguyễn Thanh Tú đi Việt Nam làm cái gì? Hôm qua tôi nói đầy đủ hết. Thì trở lại cái vụ này, thì khi mà phiên tòa đang tiến hành thì tôi bắt đầu tôi nộp đơn. Nguyễn Tinh Thông, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Hữu Công này kia chuẩn bị. Tại vì đó các người không có một cái giấy phép nào của quận Cam cũng như là của tiểu bang California cho phép quý vị được có quyền gây quỹ. Nhất là cái đài phát thanh về thương mại như là Nguyễn Hữu Công thì lại càng không được. Không có quyền gì là làm việc cái đứng ra mà gây quỹ. Ngày hôm qua nay có một người gọi hỏi tôi, anh Hùng, sao anh không lấy KBC hải ngoại ra để xin gây quỹ giúp cho cái... Tôi bảo nếu mà tôi làm cái chuyện đó được thì Los Angeles Times nó làm được, Orange County Register nó làm được, New York Times, Washington Times, họ là những cơ quan lớn hơn và họ chỉ cần một tiếng kêu gọi là họ có liền. Nhưng mà cái luật nó không cho. Bởi vì KBC hải ngoại là một cơ quan truyền thông. KBC hải ngoại không có làm được cái chuyện đó. Thành ra bởi vậy đó, tôi không làm. Chứ nếu mà tôi làm chắc chắn tôi ít nhất tôi